Tổ hợp 1 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tổ hợp 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tổ hợp 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tổ hợp 5. 1 và 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tổ hợp 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tổ hợp 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tổ hợp 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Đấy là có bài này có 8 tổ hợp. Bây giờ em đi lại liên mạch hơn nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Một và hai, ba, bốn, năm, sáu, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Đấy là kết thúc bài ạ.